Thăng Long Warriors. Và có lẽ việc Đà Nẵng Dragons không có một cầu thủ ngoại binh đủ to ở dưới rổ thì đây sẽ lợi thế rất lớn cho Lomond. Edward Houghton đã đánh lừa được tình huống phòng ngự của Justin Young, đang chưa thể hiện bất kỳ một điểm sáng nào trong lối chơi của mình. Vâng, và đó là cú ném 3 điểm của Edward Houghton ngay khi đội bóng cần nhất thì ngoại binh này đã lên tiếng bằng một Thăng Long Warriors. Họ vẫn đang trung thành với những đường truyền của mình để tạo nên khoảng trống. Đây là Edward Houghton dùng tốc độ để vượt qua được hai cầu thủ bên phía Thăng Long Warriors rồi, và hai điểm tiếp theo dành cho cầu thủ mang áo số 11. Vâng, một tình huống kiểu Edward lại một lần nữa vượt qua được Huy Hoàn, và lại có một tình huống hai điểm cho cầu thủ bên phía Đà Nẵng Dragons. Vâng, có lẽ chiến thuật khéo léo của Phạm Đức Khải khi anh đã có một bước chân rất khéo léo để loại bỏ đến ba cầu thủ của Đà Nẵng Dragons. Lại là một tình huống tạ xung hữu đột của Edward Houghton. Edward Houghton và Justin Young. Holman đã sẵn sàng ở lại phía sau để hỗ trợ. Mặc dù đó là một tình huống fadeaway rất khó nhưng vẫn có điểm dành cho Hùng Chí. Lập bập và để mất bóng nhưng Triệu Hồi Minh vẫn lấy lại được trái bóng cho Đà Nẵng Dragons. Đà Nẵng đã tránh được một turnover. Edward Houghton turn around, vẫn có điểm dành cho Edward Houghton. Edward Houghton thì muốn bị vượt qua của Justin Young. Rõ ràng là Justin có tốc độ chậm hơn rất nhiều so với đối thủ của mình. Để sử dụng gần như là công khai và tất kỳ, bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng phải đối mặt tới. Edward Houghton không thể vượt qua được Holman, nhưng vẫn là một cú fadeaway chuẩn xác của Houghton. Là ghi điểm tuyệt vời đến từ hai ngoại binh của hai đội. Và sau đó thì Clayton cũng đã có những pha shot talk đối với Dương Đức Trí. Và vừa rồi là một tình huống tiếp tục là hai điểm cho Edward Houghton. Điểm số khá muộn đến giữa hiệp 3, Mai Phương Thịnh mới vào sân nên việc không có nhịp độ là việc rất dễ hiểu. Vâng, trong tình huống rebound vừa rồi thì không có bất kỳ một ngoại binh nào tham gia rebound và Houghton đã chiến thắng. Có thể đã có những mệt mỏi sau khi anh bị cú ma. Houghton một tiếng lên rổ tay trái rất chuẩn xác và điệu nghệ của Edward Houghton. Sổ sẽ được lên ngôi. Bên nào sẽ có cầu thủ có thể có khả năng được tác chiến tốt hơn thì sẽ có giành lợi thế rất nhiều. Và lần này thì Edward Houghton đã đáp trả về ý kiến của anh Linh. VBA với 29 điểm. Điểm số cao nhất trước đó Edward Houghton đã từng ghi được chỉ là 25 mà thôi. Và đây là cơ hội để gia tăng con số đó, và điểm số thứ 32 dành cho Edward Houghton.